Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Vâng, nhận được khá là nhiều yêu cầu của quý vị và các bác thì trong video này của ngày hôm nay thì em sẽ làm video và em sẽ test cái cặp loa siêu chép JBL-ST200 bản mặt cười này, và em sẽ mở nguyên chỉ có chép thôi quý vị nhé. Tức là em không kết nối loa. Em nhận được rất là nhiều sự yêu cầu của quý vị và các bác. Thì đây chính là cặp loa siêu chép JBL-ST200 bản mật cười, bản rất là hiếm. Và dòng siêu chép này thì những ai sở hữu những cặp loa siêu chép này thì gia đình luôn luôn tươi cười, vui vẻ và hạnh phúc. Cặp loa siêu chép này thì hiện tại giá đang là 2.500.000 đồng, đã bao gồm phí vận chuyển. Và quý vị và các bác chúng ta có thể nhìn từ những cái góc cạnh đây. Đấy, rất là đẹp và thiết kế cực kỳ là chất. Đấy. Mặt trước thì hình khuôn miệng cười. Và đây là cặp loa siêu chép được trang bị là 400W và trở kháng là 8 ohm. Chúng ta có thể ghép cùng với lại những cặp loa như là bát 25, bát 30, bát 40 thì chúng ta đều ghép được. Và cặp loa này thì nó chuyên trị những cặp loa thiếu chép, yếu chép, hay bị chê chép. Và chúng ta hát karaoke thì nó không hề bị hú rít mic các bác nhé. Đấy. Chúng ta vừa nghe nhạc này, vừa trưng bày này, vừa karaoke này. Đấy. Và chúng ta hát thì nó không hề bị hú rít mic. Cặp loa siêu chép này thì nó đã có... chúng cháy ở bên trong rồi, chúng ta có thể chơi trực tiếp từ vang liền công suất hay là cục đẩy công suất hoặc là âm ly ra thôi. Như hiện tại bây giờ là em đang đấu trực tiếp các bác nhé. Đây, dây loa của em đây, em đang đấu trực tiếp vào đằng sau của vang liền công suất các bác nhé. Đây, dây loa đây. Đó, các bạn thấy không? Em đang đấu trực tiếp vào đằng sau. Đấy. Dây đỏ thì chúng ta sẽ đấu vào cộng, và dây đen thì chúng ta sẽ đấu ở bên đen, tức là bên trừ. Nhưng mà đây là dây đỏ và trắng, thì đỏ em sẽ cho là dây dương và trắng em sẽ cho là dây âm. Đấy. Và cặp loa siêu chép này khi mà chúng ta chơi ở trong gia đình và chúng ta hát karaoke, chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ không gây cho chúng ta chói tai, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta chơi nó rất là bền các bác nhé. Chơi rất là bền, và nếu mà có bụi bẩn các thứ thì các bác lau sạch lại là được thôi. Đấy. Và cặp loa siêu chép này khác hẳn so với những dòng loa siêu chép trôi nổi trên thị trường. Những dòng loa siêu chép trôi nổi trên thị trường thì chúng ta nghe nhạc thường thường là bị đau tai, đúng không ạ? Bị đau tai, bị chói tai, rồi là có những tiếng ve nó kêu ở trong tai của chúng ta rất là khó chịu. Đấy. Còn những cặp loa siêu chép này thì chúng ta chơi nó rất là êm tai và nghe nó không bị mệt. Đấy, không bị mệt, không bị mỏi, và chúng ta nghe nó không bị đau tai quý vị nhé. Đấy, và không có những tiếng ve kêu ở trong tai của chúng ta. Bây giờ em sẽ test nguyên, em sẽ test nguyên cái cặp loa siêu chép này các bạn nhé. Sẽ không có loa, sẽ không có loa, chỉ có siêu chép mà thôi. Đây, bây giờ em sẽ mở nhạc lên quý vị và các bác chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng cảm nhận nhé. Thank you.
Dạ vâng, cặp loa siêu chép này giá chỉ có 2.500.000 đồng thôi quý vị nhé. Hàng chép bãi xịn, sạch tay, Mỹ. Mọi chi tiết và các bác yêu mến, ủng hộ Cốc Cốc Audio chúng em thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Bên em cũng đang còn khá là nhiều mẫu chép để quý vị và các bác chúng ta lựa chọn. Và bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.